Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý giáo dục 18,5 điểm, quản giáo dục mầm non 20,5 điểm, giáo dục tiểu học 19,75 điểm, giáo dục đặc biệt 17,75 điểm, giáo dục chính trị 19,75 điểm, giáo dục thể chất 18 điểm, sư phạm toán học 20,25 điểm, sư phạm tin học 17 điểm, sư phạm vật lý 21 điểm, sư phạm hóa học 21,8 điểm, sư phạm sinh học 20 điểm, sư phạm ngữ văn 21,5 điểm, sư phạm lịch sử 19,75 điểm, sư phạm địa lý 20 điểm, sư phạm tiếng Anh 22,55 điểm, sư phạm tiếng Nga 17,05 điểm, sư phạm tiếng Pháp 18,05 điểm, sư phạm tiếng Trung Quốc 20,25 điểm, ngôn ngữ Anh 21,55 điểm, ngôn ngữ Nga 16,05 điểm, ngôn ngữ Pháp 17,75 điểm, ngôn ngữ Trung Quốc 20,5 điểm, ngôn ngữ Nhật 20,75 điểm, ngôn ngữ Hàn Quốc 21,25 điểm, văn học 18,5 điểm, tâm lý học 20,75 điểm, tâm lý giáo dục 17,5 điểm, địa lý học 16 điểm, quốc tế học 18,75 điểm, Việt Nam học 20 điểm, vật lý học 16 điểm, hóa học 18 điểm, công nghệ thông tin 17 điểm, công tác xã hội 17,25 điểm.